Bộ sofa gỗ phòng khách cao cấp hiện đại tại nội thất giá kho. Ghế sofa gỗ sồi Nga cao cấp GK15 tại nội thất giá kho. Kích thước bằng 3, 2.4x0.75m bằng 2, 1.8x0.75m đồn, 0.55x1m bàn, 1.4x0.7x0.42m. Chất liệu gỗ sồi nhập khẩu Nga. Bề mặt sơn căn mịn cao cấp. Màu sắc đa dạng. Bảo hành 2 năm. Đệm mút, đệm 15F, mút D40 bọc da microfiber thời gian giao hàng 10 âm 15 ngày kể từ ngày nhận hàng. Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm của sofa gỗ phòng khách nhập khẩu hiện đại. Sản phẩm sofa gỗ nhập khẩu hiện đại tổng hợp nhiều chức năng tiện dụng cho người dùng. Ngoài chức năng của bộ ghế sofa gỗ phòng khách dùng để đón tiếp khách cơ bản, cũng như trang trí không gian căn hộ cao cấp của bạn thì nó còn có thể thư giãn như một chiếc giường ngủ êm ái dễ chịu hơn nữa với sự sắp xếp của sofa góc tùy ý của bạn. Đối với những căn hộ cao cấp sofa gỗ giúp tăng vẻ đẹp sang trọng lên đáng kể. Nội thất giá kho là showroom bán nội thất giá rẻ tại kho uy tín được thành lập năm 2016 với mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều giá trị về lợi ích của sản phẩm nhất. Sản phẩm nội thất giá rẻ như bộ bàn ăn, sofa, giường ngủ là những món nội thất không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhận thấy nhu cầu về kiểu dáng, chất lượng, màu sắc và cá tính riêng của từng khách hàng là rất lớn, Nội thất giá kho đã và đang ngày càng bổ sung thêm nhiều showroom nội thất bán sofa, giường ngủ, bộ bàn ăn với đa dạng sản phẩm nhập khẩu đến từng thành phố lớn nhỏ cũng như địa phương để mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về nội thất. Nội thất giá kho cam kết đi đầu về chất lượng, mẫu mã và giá cả để khách hàng có thể an tâm và sử dụng dịch vụ tại cửa hàng.